là vườn mình bao nhiêu cây anh? Có mấy chục cây. Là mấy chục cây, cụ thể là mấy chục cây? 70 cây. 70 cây hả? Là cái đất này là anh canh anh tự khai hoang ra hay sao? Từ cái thác. Ồ giỏi ghê cả nhà. Thì Thiếp thấy là người đồng bào Rắc Lây họ trồng sầu riêng ít lắm, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Thiếp thấy một cái vườn sầu riêng của người đồng bào Rắc Lây mà trồng mà tốt như thế này luôn á. Cây sầu riêng có vẻ nhìn rất là tốt luôn á Nhi ơi. Dạ. Lá to luôn cả nhà. Ba ngón tay của Thiếp luôn thấy không? Đấy. Xin chào tất cả mọi người. Nhi xin chào cô chú anh chị. Hiện tại là hai vợ chồng Nhi và anh Thép đang có mặt tại xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Ở vị trí xung quanh mà tất cả khán giả đang xem á, đó là những cái cây sầu riêng. Ở huyện Khánh Sơn á, là bà con ở đây họ trồng sầu riêng rất là nhiều luôn, và đại đa số là chiếm tới khoảng 80% ở thời điểm hiện tại. Và nó giáp danh với lại xã Phước Bình của huyện Bắc Ái luôn cơ. Từ xã Phước Bình của huyện Bắc Ái mà chúng ta tới huyện Khánh Sơn nó chỉ có chạy qua, chỉ có cách một cái con sông thôi nha cả nhà. Thì đây là cái nơi đầu tiên mà hai vợ chồng Thép dẫn tất cả khán giả tới thăm, thì thăm để biết được cái bà con ở đây họ canh tác, họ trồng cái gì. Thì theo Thép được biết là 80% là họ trồng sầu riêng, và ở đây là người đồng bào Rắc Lây họ sinh sống ở đây rất là nhiều, và người dân tộc Kinh và những dân tộc Rắc Lây hai anh em ở gần nhau, gọi là họ ở cũng người Rắc Lây với người Kinh cũng ở chung với nhau luôn á, cũng gọi là phối hợp với nhau á. Và cái cuộc sống ở đây thì cái kinh tế ở đây rất là cao, bởi vì ở đây họ trồng vùng đất này cái khí hậu rất là phù hợp cho trồng cây sầu riêng. Và thường thì Thép dẫn tất cả khán giả đi thăm những người đồng bào Rắc Lây ở Ninh Thuận của Thép á, thì đa số cái cuộc sống của họ rất là khó khăn, bởi vì cái kinh tế của họ chỉ có trồng chuối và lên rừng chặt cây hoặc là canh tác ở rừng, nói chung là đủ ăn đủ uống thôi. Nhưng mà riêng về cái vùng đất Khánh Sơn này á, thì bà con Rắc Lây họ vẫn trồng sầu riêng luôn. Đấy, thì không biết là cái kinh tế, cái cuộc sống của họ có phát triển như là người đồng bào Rắc Lây ở Ninh Thuận không? Thì hôm nay Thép sẽ dẫn tất cả khán giả, cả nhà mình đi xem cái cuộc sống của bà con ở đây. Thử để xem thử có hoàn cảnh nào khó khăn thì vợ chồng Thép sẽ giúp đỡ luôn nha. Thì Thép được bà con chia sẻ thì ở đây cũng có một cái hoàn cảnh cũng khó khăn. Cũng chị vợ thì bị bệnh gì thì Thép không biết, nhưng mà hiện tại đang cưa mấy cái đốt tay hết, thì cuộc sống khó khăn không có đi làm gì hết. Thì nghe bà con chia sẻ thì chị đang trốn bệnh viện về, không có tiền nên trốn viện về. Thì nghe được cái thông tin đó thì Thép quyết định sẽ tìm tới cái nhà chị ấy coi thử chị ấy cần số tiền bao nhiêu tiền để chữa trị cái căn bệnh của chị, thì được thì Thép sẽ hỗ trợ nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ kiếm cái vườn sầu riêng nào đó của người đồng bào Rắc Lây sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người. Thì hy vọng là tất cả khán giả hãy đồng hành cùng hai vợ chồng Thép nha. Đi thôi. Yeah. Thép đang thấy một anh đang cắt cỏ, không biết là phải là người đồng bào hay là người Kinh mình nữa. Xuống mình hỏi thăm thử coi. Anh ơi, em xuống chơi tới nha. Cả nhà nghe cái giọng nó quen không? Bởi vì chúng ta đang đứng một cái thung lũng núi á. Đấy, nó dội qua dội lại đã lắm. Bây giờ hai vợ chồng Thép sẽ dẫn tất cả mọi người đi xuống một cái vườn sầu riêng nho nhỏ. Hình như cưỡng là người đồng bào, anh nghĩ là của người đồng bào. Đoạn đường cũng rất là chi là khó đi nha cả nhà. Đây nó có đường đi nè em ơi. Đây. Đường đi qua ngõ đây nè. Ngay cái đường này nó có một con suối chảy ngang qua nha cả nhà. Hình như là ảnh chơi cái hệ thống nước dẫn từ núi dẫn xuống hay sao á. Tứ tự động từ trên núi tứ xuống. Rồi, leo lên nha. Rồi, cố gắng hôm nay chúng ta sẽ
ngắm những cái phong cảnh mà chưa bao giờ chúng ta tới. Cả nhà cũng chưa bao giờ mà Thép dẫn đi qua đây. Vùng đất Khánh Sơn. Vùng đất này là được mệnh danh là chuyên về trồng sầu riêng. 80% bà con ở đây trồng sầu riêng. Không biết là cái anh đang cắt cỏ là anh là người đồng bào Rắc Lây hay là người Kinh. Wow, cây sầu riêng có vẻ nhìn rất là tốt luôn á Nhi ơi. Dạ. Lá to luôn cả nhà. Ba ngón tay của Thép luôn thấy không? Ừ. Đấy. Ồ, lá to ghê không? Tốt hơn sầu riêng mình đúng không? Dạ. Tốt hơn sầu riêng của mình luôn. Ôi sao bây giờ mình qua đó mình hỏi thăm anh nha. Ôi cha. Anh nông dân đang cắt cỏ. Ồ, anh kỹ ghê luôn á. Cỏ mới có lú lú xíu mà anh đã cắt rồi. Đi. Ủa, quên vợ. Thép quên vợ Thép cả nha. Nhiều khi cũng quên chứ. Ôi, anh đang cắt cỏ. Ây da. Ui da. Anh ơi. Anh ơi. Không nghe, không nghe, không nghe. Không nghe. Cỏ nó văng á, mình phải né, không né là vô mắt. Khác ghê anh à. Ôi ơi, xong rồi. Qua đây, em chào anh. Em chào anh. Ui cha, đang cắt cỏ hả? Ui trời ơi. Cỏ ngắn gì thế mà anh cắt rồi? Cắt chưa? Cắt anh thấy đẹp chưa? Cỏ ngắn có chút xíu anh mà anh cắt rồi phải không? Anh là người Rắc Lây hả? Dạ. Em xin phép nha. Hôm nay tụi em tới đây để thăm bà con ở đây, cũng muốn tìm hiểu cái cuộc sống bà con ở đây á. Hiện tại là vườn mình bao nhiêu cây anh? Có mấy chục cây. Là mấy chục cây, cụ thể là mấy chục cây? 70 cây. 70 cây hả? Là người đồng bào Rắc Lây. Ở bên xã Phúc Bình đó thì Thép thấy là người đồng bào Rắc Lây họ trồng sầu riêng ít lắm. Nhưng mà cho dù họ có trồng đi nữa họ rất là bỏ bê luôn. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà Thép thấy một cái vườn sầu riêng của người đồng bào Rắc Lây mà trồng mà tốt như thế này luôn á. Tốt hơn sầu riêng nhà em luôn. Đầy đủ có tốt cái gì đâu. Anh có bỏ phân thuốc rồi đầy đủ không? Bỏ thì có bỏ chút chút thôi. Bỏ chút chút hả? Ví dụ như thuốc là bao lâu mình xịt lần? Thuốc hả? Dạ. Xịt thuốc hả? Xịt thuốc sâu rầy đồ định kỳ là bao lâu xịt thì lần? Có một tuần xịt lần hả? Ủa, đầu tư dữ cả nhà. Ở thì, bên thì đâu lâu lâu có một tuần xịt có lần tiền hả? Thì xịt, không có tiền thì không xịt. Ôi giời, giỏi quá cả nhà ơi. Anh em người đồng bào Rắc Lây bên Phước Bình là 3 tháng xịt lần. Thì một tuần tháng xịt một lần. Tính ra anh cũng kỹ á. Kỹ hơn Thép. Thì 3 tháng xịt một lần thì chắc ngọn cây nó ăn tụi lũi hết luôn hả? Ừ, ăn hết luôn. Rồi ở dưới gốc thì mình bón phân gì anh? Thì bón phân vi sinh thôi. Có bón phân vi sinh, hữu cơ vi sinh hả? Hữu cơ vi sinh. À tốt ha. Làm cây nó sẽ nó cứng cáp hơn cả nhà. Mấy tuổi rồi cây, mấy tuổi rồi? Cây này. Dạ. 4 tuổi. 4 tuổi rồi hả? Rồi anh định là sang năm mình cũng để trái luôn chứ? Chưa biết. Tại vì cành nhỏ quá này để trái làm gì? Nè, anh muốn cành lớn không? Mấy cái ngọn ra khoảng 3 mét, anh nhấp, anh cắt ngang qua xong bắt đầu nó đùng cái cây lại. Rồi bữa giờ cắt rồi, bây giờ nó lên này. Nó đùng cái cây lại. Yeah. Cả nhà sầu riêng á, mình lên tầm khoảng cỡ 4 mét, mình không cho lên cao nữa, mình cắt ngang cái ngọn nó cái cây nó đùng lại, cái tàn nó to lên thì nó sẽ mang trái được. Có trái rồi nè anh. Ồ có trái luôn, anh có thể nào bỏ mấy cắt xuống, anh em mình đi dạo cho khán giả thăm cái vườn anh tí nha. Cái chị mà nãy tên gì, bệnh gì anh quên tên rồi ta. Bo gì ta? Chị nào? Chị dưới nè. Cái chị gì mà bệnh cái tay cùi á anh biết không? À chị đó hả? Tên gì? Bo gì ta? Bo Huế chú Hữu kia. À. Rồi bây giờ anh em mình trước khi qua thăm chị đó thì mình cũng muốn cho khán giả đi thăm cái cuộc sống của bà con anh em người đồng bào Rắc Lây họ trồng sầu riêng nha. Và nó sẽ là một cái nguồn cảm hứng để gửi đến những anh em người Rắc Lây ở xã Phước Bình. Đây ở xã Phước Bình hả? Em hả? Em ở tỉnh Ninh Thuận mà em ở Phú Quý, Phan Rang. Cây sầu riêng. Anh tên gì? Mô Lại.
tên gì? Lại. Lại hay lại? Lại. Lại hả? À, lại. Cái gì lại? Họ tên đầy đủ cái gì lại? Máu lại. Máu lại hả? Máu. Mố hay máu? Mố. Mố lại. Mố. Ôi trời. Cái họ nghe lại với ta. Mố hả? Mố lại. Không biết cả nhà cũng không biết. Ấy là máu hay mố? Mố. À mố lội. Mố. Mố lại. Hồ mố hả? À, dạ. Ôi đây giới thiệu cho cả nhà đây là một cái cây này 4 năm tuổi thì hình như là nó đang có trái bói mấy trái hả? Mấy trái. Năm sau là bảo đảm là anh sẽ có sầu riêng liền. Đây là lần đầu tiên anh trồng hay còn vườn nào nữa không? Không. Chỉ có một vườn này thôi. Là cái đất này là anh canh anh tự khai hoang ra hay sao? Từ cái thác này. Ồ giỏi ghê cả nhà. Tự làm từng bậc bài bản nghe hơn. Ở trong vùng đất Khánh Sơn mình á, người đồng bào rất lay họ có trồng sầu riêng nhiều không anh? À, Khánh Sơn mình hả? Dạ. Nhiều chứ, có người nhiều chứ. À. Như anh thì được mấy chục cây hả? Cái này cũng mấy chục cây rồi. Mấy chục cây, khu vực này nó tầm khoảng cỡ 3 sào không anh? Ở cỡ đó. À. 70 cây hình như... 70 cây đúng không? Ừ. 5 sào cả nhà, 70 cây là 5 sào. Đâu có đâu. 5 sào thì 100 cây chứ. Ừ. Anh trồng dày lắm. Bao nhiêu mét một cây? Cái này cứ 5 mét này, 6 mét này. À 6 mét, người ta trồng 10 mét lận. Ừ. Anh trồng mới có 6 mét mà mới có 4 năm mà anh thấy hai cái tàn nó đụng nhau không? Và bữa nó lên 8 tuổi, 7 tuổi là nó chen nhau, bởi vì nó không có đạt sản lượng. Mình trồng là phải ít nhất là phải 8 mét, còn trung bình là 10 mét. Có vùng trồng 12 mét luôn. Là khi mà 8 đến 9 tuổi là hai cái tàn nó bây giờ nè, 4 năm mà nó đã giao nhau rồi. Cho khán giả xem là cái đồ giao nhau của nó nha. Đi xuống ở kia. Mà cái cành này nhỏ quá. À nhỏ hả? Ừ. Không 4 năm cỡ này được. Bữa giờ do mấy cái keo kia mà. Này cả nhà thấy không? Vướng cái keo kia. Cái độ giao nhau ví dụ như thép đưa cành này cho cả nhà xem nha. Đấy. Ừ, nó nha. Còn có một gan nữa mà nó ý là nó 4 tuổi nha. Mà nghĩ thử nó mà 1 năm nó ra 2 nó ra 3 4 cơ đọt tùy theo, ví dụ cây 4 năm thì năm nó ra 3 cơ đọt đi. Thì mỗi lần nó ra một cơ là nửa mét, từ đây nó phóng lên tới đây. Đó, thì 1 năm nó ra chừng 2 cơ thôi là mình thấy nó ra 1 mét rồi, thì cái từ cơ này qua năm sau 5 tuổi nó ra tới đây thì phải nó đụng đây không, là 5 tuổi là hai tàn giáp nhau khi anh trồng 6 mét nha. Còn bởi vậy thép nói là trồng khoảng cỡ 10 mét là hợp lý, sau này mình ăn bền hơn, hai tàn nó không có cạnh tranh, nó không có phức nắng nhau thì nó ok hơn, mà trồng 6 mét thì nó hơi hẹp chút xíu. Hơi hẹp à? Dạ. Mình thấy đây không hề thưa lắm. Thưa không? Ừ. Trời ơi. Trồng 6 mét mà anh kêu thưa. Có chỗ là người ta trồng 12 mét luôn á. Tại là người ta tính là cái độ lâu dài của cây nó phát triển ra. Ừ. Khi mà nó rơi vào tầm khoảng cỡ 10 đến 12 năm tuổi á, là cái tán của nó rất là to luôn. Mỗi cái tán của nó đi là tính cả chục mét á. Thì anh nghĩ cả chục mét thì từ bên đây qua bên đây nó hai tán nó giáp danh nhau có đâu được có 2 mét rưỡi à. Thấy không? Mình trồng lâu dài thì mình trồng rộng chút xíu. Thì những anh em nào trồng thì xem cái vườn của anh rút kinh nghiệm. 4 năm thì thiếp thấy tương đối ok, cày tốt không? Chứ vùng đất này nó cũng tốt ha. Đất này đất tốt rồi. Anh có vợ chưa? Có rồi. Có con chưa? Dạ có. À có rồi hả? Anh kỹ ghê luôn cả nhà. Cỏ máu có lú sờ sơ rồi là anh đè đầu anh cắt à. Mình để cỏ nhiều đâu có sao đâu anh. Ồ thấy xấu quá. Xấu hả? Không. Đi vô vườn thấy không đẹp mà. À vô vườn thấy không đẹp không thích hả? Không thích. À, anh để cỏ cao vậy nè. Để biết chi không? Khi mình phát á, cái cỏ nó xuống á, thì cái độ cao đó nó lúc mà nó chết á, mình phát á, nó sẽ ra cái phân hữu cơ để cho cái cây mình nó ăn. Còn như gì anh cắt hết rồi. Là thứ nhất là khi mà trời mưa á, là ở cái độ dốc. Dốc này nó... chài, nó lấy hết đất của anh, nó xuống suối luôn. Biết rồi. Còn mà anh để cao như thế này gặp mưa cũng đỡ, có cái độ rễ nó bám lại. Chứ cái thứ nhất, cái thứ hai là quan trọng nhất là khi mà anh cắt xuống thì cái cây cỏ nó sẽ là phân hữu cơ cho mình. Mình đỡ tốn tiền chi phí phân hữu cơ. Tuy nó xấu nhưng mà nó sẽ giúp cho cây mình phát triển. Với lại sau này mà trái mùa nắng thì cái cây cỏ nó sẽ giữ nhiệt cho cái cây sầu riêng của mình. Nó không bị hóc cây. Đấy.
ảnh thấy xấu. Đây là lần đầu tiên mà mình thấy một người nông dân mà cỡ đây mà ảnh đi phát, ảnh kêu xấu cái vườn. Mà đúng cũng xấu thiệt. Hai cả nhà. Ấy da. Cây cổ có nhiêu đây mà ảnh đè đồ ảnh cắt cả nhà. À, có nhiêu đây thôi. Đây. Thường thường là mình thấy như vậy người ta mới cắt, ảnh nhiêu đây thôi. Anh để cái gì nè, anh cắt xuống á là mấy con muối này, mấy con dế á. Ừ. Nó tới nó ăn cây cỏ đó, xong nó thải cái phân ra, phân hữu cơ của nó tốt lắm, tốt hơn cái phân anh mua luôn á. Nó thải cái phân hữu cơ ra, nó giúp cho cây trồng phát triển. Ủa bữa nay mình làm kỹ sư nông nghiệp luôn ta. Cả nhà thấy Thép làm kỹ sư nông nghiệp nãy giờ thấy nói chuyện có lý đúng không? Cảm ơn anh nhiều nha. Chúc anh thành công trong cái con đường nông nghiệp. Và sẵn Thép sẽ gửi cái video này đến với khán giả, với những anh em đồng bào miền núi, đặc biệt là người đồng bào Rắc Lây ở xã Phước Bình. Họ đang gọi là có một cái bước đà nào đó làm sầu riêng, nhưng mà họ vẫn chưa có tự tin. Đây là nguồn cảm hứng để gửi tới những anh em người đồng bào Rắc Lây, đặc biệt là xã Phước Bình. Còn riêng về huyện Khánh Sơn thì Thép không nói rồi. Những anh em đồng bào Rắc Lây ở đây rất là giỏi luôn, canh tác sầu riêng nhiều lắm. Còn vườn của anh thì tương đối rất là tốt luôn. Thế em sẽ lên thăm cái bà chị kia để giúp đỡ cho bà chị đó có tiền đi bệnh viện. Đấy, sẵn đó thì em cũng tạt vô cái vườn của anh để cho khán giả xem nha. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, anh tiếp tục phát hay nha. Dạ, em xin phép nha. Này này. Dạ, ok. Đấy, anh nông dân rất là nhiệt tình luôn cả nhà. Sau khi mà thăm cái vườn sầu riêng của anh em người đồng bào Rắc Lây thì Thép sẽ dẫn cả nhà đi vào thăm một cái hoàn cảnh cũng kế bên vườn sầu riêng của nhà cái anh đó luôn. Dạ. Chào bà con. Hai bên là người đồng bào Rắc Lây sinh sống nha cả nhà. À, gia đình mình là người Rắc Lây hả? Người Rắc Lây hả? Đây là lần đầu tiên mà Thép tới người đồng bào Rắc Lây ở Khánh Sơn nha. Chào mấy con. Quên mua bánh cho mấy con rồi cho. Trời ơi, thường ngày chú Thép lúc nào cũng có bánh, hôm nay hết bánh luôn rồi. Cái nhà của chị Bobo Thị Linh chỗ nào vậy chị? Đây nè. À đây hả? Rồi ok. Cái bên này luôn. Đây, dạ cảm ơn chị nha. Dạ. Người đồng bào Rắc Lây thì họ bế con lấy dây cột lại không? Chào chị. Chào anh. Dạ. Dạ, hôm nay nghe bà con chia sẻ vợ anh bệnh á, nên tới thăm. Ui chà, cái tay sao mà cùi hết rồi. Ôi, qua đây ngồi chị em mà nói chuyện tí. Trời ơi, tay sao mà cùi rồi. Hôm bữa nghe hàng xóm chia sẻ là chị bệnh gì mà sao nó cùi cái tay rồi. Biết đâu. Bác sĩ nói bệnh gì? Bác sĩ nói là bệnh hoại tử. Bệnh gì? Hoại tử. Bác sĩ không biết luôn. Bác sĩ nói, bác sĩ nhật tăng á. Dạ. Bác sĩ bệnh này không biết luôn. Ngoại tử hả? Hoại tử. Hội hay ngội? Hoại. Hoại tử. Anh có giấy bệnh của vợ không? Dạ không. Bữa cái giấy bệnh của vợ để đâu mà lấy cho em xem. Bố về, đâu chưa xuất viện nữa. Ủa chứ cái giấy bệnh đi đâu rồi? Ở trong bệnh viện rồi. Ủa trong bệnh viện mình không lấy ra được hả? Không, bố về. À bỏ về mà. Dạ. Ông định chuyên về đi tìm viện. Tiền giờ lưu nữa mà. À, ông chú nói là bỏ về mà ông kêu là bố về. Mình tưởng nói, ủa cái gì mà bố về. Là bỏ về tức nghĩa là trốn viện về, nên cái giấy nằm ở trong bệnh viện á. Nên để em đó vẫn chưa có lấy về được hả? Bác sĩ kêu là ngoại tử đúng không? À, ngoại tử coi như là kiểu bị ngoại tử cái tay á. Máu nó không chạy nữa. À, máu không chạy nữa, ngoại tử là cưa luôn hả? Hai vợ chồng bao nhiêu đứa con? Hai đứa trai này hả? Không phải, một gái một trai. À. Đây. À đây dưới đây. À. Đây hai vợ chồng, đây con của hai vợ chồng đây. Rồi đây là nhà mình tự xây hay là nhà nước ta tặng? Xây lúc mà còn sống. À, con xin phép cô lấy nón xuống cho nó mát cả nhà xem cho kỹ nha. Trời ơi. Đâu thép xem thử coi.
Bây giờ cưa luôn là mấy ngón này còn cái bàn không hả? Dạ. Cả nhà xem nè. Ồ, cưa về làm ăn gì được nữa. Khổ vậy chứ. Đây còn có hai ngón, sống sót còn có hai ngón hả? Dạ. Chân một ngón nữa. Thủ cưa luôn cái chân luôn hả? Đất. Cái chân này cũng cưa luôn hả? Nó ăn về nhà nó ăn đất. Ôi chà. Có khi nào bệnh phong cùi không ta? Có khả năng nào bị phong cùi không ta? Thép sợ bị phong cùi vậy chứ. Phải không em? Trời ơi, chứ tại sao lại cưa cái tay như thế này ta? Nó chạy mũ, xì mũ gì không cô? Nó có chạy mũ, xì mũ gì không? Thế nào? Không có. Nó teo, nó heo. Dao. Để thép hỏi chuyện ông chồng rồi, chị vợ thôi. Hiền quá, thép không hỏi được. Anh ngồi đây. Đây, anh ngồi đây để thép hỏi chuyện với anh nha. Là vợ anh bị lâu chưa? Dạ lâu rồi. Bao nhiêu tháng rồi, bao nhiêu năm rồi? Cách đây gần 2 năm rồi. 2 năm hả? Dạ. Dấu hiệu ban đầu nó như thế nào? Dấu hiệu mà đúng là đau. Nó đau hả? Đau là sao nữa? Đau thì nhất, đau thì ngủ không được. À, đau nhất ngủ không được. Dạ. Rồi từ từ cái tay nó khô hả? Dạ. Cái tay nó khô có nghĩa là máu nó không có cung cấp xuống cái ngay vị trí từ đây tới đây. Dạ. Là cái tay nó khô như là, tưởng tượng như là cái, nó khô như là xác ướp vậy đúng không? Yeah. Nó khô lại mà còn xương không đúng không? Yeah. Rồi xuống khám bác sĩ nói là bị ngoại tử. Yeah. Bác sĩ đi nhà ta xin thuốc cho cái xương mình. Dạ. Yeah. Cũng bớt. Uống không bớt. Yeah. Rồi xuống Nha Trang đúng không? Yeah. Rồi bác sĩ khám nói bị ngoại tử rồi cưa bỏ luôn. Bác sĩ nói không biết luôn, bệnh gì không biết. À, bệnh gì không biết hả? Yeah. Như là theo thép thấy là chắc là bị ngoại tử á, có một cái vấn đề nào đó nó ngoại tử cái tay chị nên chị cưa luôn không? Đấy, tội gần. Là bác sĩ cưa bao nhiêu tháng rồi anh? Gần 2 năm nay rồi. À, gần 2 năm nay rồi hả? Là bây giờ ổn chưa? Còn cưa chỗ nào nữa không? Còn có đau nữa. Không có đau nữa hả? Là bây giờ cưa vậy là ổn rồi hả? Không cưa chỗ nào nữa hả? Còn nhức chỗ nào nữa không? Bị đau bụng. Chưa đau bụng rồi. À, bây giờ chỉ có đau bụng thôi hả? Đau bụng y chế. Trời ơi. Rồi trốn bệnh viện về bao lâu rồi? Gần 2 năm. À, trốn bệnh viện về gần 2 năm rồi. Đấy. Là trốn viện về 2 năm, thép tưởng là mới trốn viện. Là từ đó tới giờ 2 năm sau khi cưa cái tay xong rồi bắt đầu là sau khi mà bác sĩ cưa hai cái tay là về ở 2 năm trong nhà ở nhà hả? Rồi rồi cái tay chị có chăm con rồi được không? Nấu cơm được không? Được. Nấu cơm được luôn hả? Cơm điện rồi gạo. À, nấu cơm điện được hả? Dạ. Rồi có đi chợ mua cá mua đồ về nấu đồ ăn được không? Được. Được hả? À, chị nấu cơm chưa? Nấu rồi. Nấu rồi hả? Ừ. Chị chưa nấu thì nấu cho em xem thử. Rồi hai vợ chồng làm gì? Anh làm gì? Thuê làm mướn. Làm mướn là làm gì? Cụ thể là làm gì? Còn người ta kêu đi làm công cho người ta á. À, một công một ngày người ta trả nhiêu tiền? 200. À, một công một ngày 200 hả? Một ngày. Ủa sao công ở đây rẻ vậy ta? Rẻ chứ sao rẻ. Ta 200. À, công ở đây ngày có 200 rồi, có chỗ 250 cũng tùy theo vùng nha cả nhà. Là một ngày người ta trả 200, bây giờ ở nhà giờ vậy là chỉ ở nhà chăm con thôi, không làm gì hết. Nó không làm gì được đâu. Thiếp đi làm không làm được. Dạ. Yeah. Ở đây cũng lần đầu tiên mà thiếp thấy mà bệnh. Chắc có lẽ là bác sĩ biết bệnh đó, nhưng mà do bà con ở đây họ không có bác sĩ nói họ không hiểu hết chứ. Nếu mà có giấy tờ bệnh thì thiếp coi thì nó kỹ càng hơn. Mà con cái là gia đình trốn viện nên cái giấy tờ bỏ trong bệnh viện luôn. Thì theo thiếp nghĩ là bị ngoại tử. Đấy, ngoại tử. Nếu mà bệnh phong không phải là bị ngoại tử, phong cùi nó cũng cùi như thế này nha cả nhà. Đấy, nhưng mà bây giờ nó không có lầy cái vết nào nữa thì chắc là bị cái gì ngoại tử nên bác sĩ còn phải tháo khớp. Bây giờ để lại cái tay này, để lại có hai ngón này có thể nấu ăn, đi chợ đồ này kia rồi giúp đỡ chồng. Rồi chồng đi làm ngày 200 ngàn, rồi hai đứa con có dạ, đi học không? Mời có. Đứa con đi học chưa? Một đứa học lớp 3. À, đứa học lớp 3 rồi hả? Dạ. Còn đứa này chưa đi học. Dạ. Ngồi cái công việc đi chợ chị còn làm gì nữa không? Với hai bàn tay này chị còn làm gì được không?
ở nhà đi chợ vậy không hả? Xe thù mình vui tới nhà có tiền mua tiền thôi. Cái gì? Xe thù chứa hàng vui tới nhà này, này thì có đi mua thôi. À rồi, thế tôi hiểu rồi. Ý anh nói á là bà con ở đây họ đi chợ là không phải như mình ở dưới là mình phải ra chợ mình mua, còn ở đây là họ tự chở tới nhà luôn. Mình có tiền thì mua, không có thì thôi. Ý là anh nói vậy đúng không? Là ở đây bà con ở đây là cái người bán thịt bán cá là họ cứ chạy tới trước nhà mình á rồi hú mình ra mua nha. Còn có thì mình mua, không có thì thôi. Lỡ ý anh nói vậy đó. Ờ hai anh chị đi lên cho dẫn thép vòng vòng thăm nhà cái. Thấy anh cũng trồng sầu riêng á, cũng thấy thích á. Chị đi chơi chị. Cái nơi mà chưa dẹp à. Ờ chị đi đâu? Đi mang dép. À mang dép hả? À đi, dẫn cả nhà đi tham quan nhà anh. Anh trồng sầu riêng hả? Trồng mấy cây hả? Còn đất chỗ nào nữa không? Nhà chỉ có khu đất này hả? Là ngồi trồng mấy cây sầu riêng này mình đi làm mướn thêm hả? À đây. Trồng mấy năm rồi anh? Cây này mấy năm rồi? Cái này 1-3 năm này. Musukin đúng không? À, cả nhà thấy thép bữa nay rất là nhìn được cũng có kinh nghiệm á cả nhà. Musukin. Mấy năm rồi anh nói mấy năm rồi? Dạ 3 năm. Ui cha, tính ra 3 năm mà anh ít chăm mà sao mà nó ốm dữ ta. Dạ. Bên vừa này bố của ai ở nhà chăm á, đi bên à. À vợ bệnh bỏ nhà không ai chăm. Dạ. Anh có bỏ phân gì không? Dạ có. Bỏ gì phân gì vậy? Phân vi sinh. À vi sinh hả? Dạ. Hữu cơ vi sinh hả? Dạ. 3 năm thì có vẻ cây nó cũng hơi chậm phát triển á cả nhà. Musukin nó lá nó nhỏ nha. À, anh nói là ngồi cái miếng đất nhỏ này anh trồng mấy cây sầu riêng chứ anh cũng không có đất ở trên núi rừng gì hết. Chỉ ngày đi làm thuê ngày 200 ngàn hả? Còn cái vườn này nhà ai? Nhà người Kinh. À nhà người Kinh. Cái nước này là mình dẫn ở đâu về anh? Nước người Kinh bắt từ đường nguồn á. Đường nguồn tên này. Trên núi? Dạ. Dẫn nước đây về? Dạ. Nước người Kinh đó. Thì anh nói là nước của người Kinh dẫn ở từ tên đầu nguồn dẫn về đây. Dẫn về đây để trứ sầu riêng đúng không? Dạ, dẫn cho bà con mấy em uống. Có lấy tiền không? Dạ không. À là cái anh người Kinh anh dẫn nước từ trên núi anh dẫn về đây cho bà con về đây uống. Không lấy tiền hả? Dạ. Ồ tốt bụng vậy hả? Rồi anh dẫn về anh tưới sầu riêng luôn. Dạ. À anh vừa tưới sầu riêng và vừa dẫn nước cho bà con đây uống, không lấy tiền nha cả nhà. Vậy cái đường nước này nó đi ra mương đúng không? Dạ. À một lát phép sẽ dẫn cả nhà đi thăm nha. Ở đây là vườn sầu riêng của người Kinh hả? Dạ. Ui chà, cả nhà thấy không? Có một sự khác biệt ha. Tốt ghê luôn. Tại người Kinh dù gì cái kinh tế của họ cũng ổn định hơn người đồng bào rất lây, bởi vậy những cái cây sầu riêng họ chăm ha. Phân thuốc rất là ổn định. Tay cây rất là tươi, rất là tốt luôn. Bấm ngọn luôn rồi. Cỡ đây bấm ngọn hết rồi, đang đùng cây lại chuẩn bị mang trái nha. Giống cái cây mà nãy cái anh bên kia mình thăm á, nó cũng cỡ đây rồi. Giờ anh bấm ngọn hết thì những cái tán á nó sẽ to lên và chuẩn bị năm sau nó mang trái. Cây này thì thép độ tầm khoảng cỡ 3 năm rưỡi tuổi. Chắc năm sau có trái rồi. Bây giờ anh dẫn thép đi coi cái đường nước hàng ngày anh xài thử như thế nào. À đây nè Nhi ơi, cả nhà thấy cái nước này nó chảy hoài gì không? Nó đâu có tắt được đâu. Trên núi nó dắt xuống á, để cho bà con ở đây xài á. Ủa chứ bà con dưới đây cái dòng này không có nước à? Cái dòng này để cho xả lũ đúng không anh? Có. Cái này cũng có của người ta. Nhưng mà khi nào mà cái dòng nước này nó chảy? Cái này dùng cái mương nhà nước nên làm để cho thoáng cái nước nó tràn vào đường này. Rồi em hiểu rồi, nhà nước làm để cái này để cho khi nào mà mưa lũ nó tự xả này nó xả ra suối. Còn nước này thì nó cứ chảy quanh năm suốt tháng 24/24 vậy, nước rất trong rất mát luôn phải không? Trong mát lạnh luôn. Rồi bà con tưới sầu riêng rồi sẵn đưa cái đường ống nhỏ cho bà con ở đây sinh sống xài đây luôn. Cũng tiện cũng tốt ha. Rồi nhà anh ở đây còn anh em gì ở đây không?
anh em vợ. Anh em vợ hả? Dạ. Là mấy nhà này anh em vợ không hả? Dạ. Anh em vợ của mình không? Nhà bên đây có bà con không? Dạ, đây là chị vợ này. À chị vợ hả? Đây chị vợ. Là xung quanh đây là anh em nhà mình hết? Dạ, để cháu. À, xung quanh là anh em chị vợ hết luôn như cả nhà. Thép thấy bắt gặp một cái hình ảnh của một cô thiếu nữ của người đồng bào Rắc Lây đang bế con này. Không biết là bao nhiêu tuổi mà bế con này, Thép tới nói chuyện thử nha. Chào em. Bao nhiêu rồi, mới sinh bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tháng rồi? 2 tháng. 2 tháng hả? Em bao nhiêu tuổi? 17. À, cả nhà thấy không? Lấy chồng bao nhiêu tuổi? Lấy chồng năm 16 hay năm 17? 16. À, năm 16 tuổi lấy chồng rồi cả nhà thấy không? Bế con rồi. Đây, chú thấy ẩm tí đây. Ẩm cho đỡ ghiền coi. Ôi, dễ thương kìa ông ơi. Hai tháng. À, anh nhìn kìa. Nhìn gì vậy con? Nhìn kìa. Qua chú Thép ngồi tí nha. Không biết là mình ẩm. Tí gian nắng hay sao mà nó đen dữ anh? Giống mẹ nè. Đây, phải chụp nè. Nó giống mẹ hay giống ba? Giống ba nó. Ba nó đâu rồi? Ba nó đang ngủ. Ba nó cũng đen vậy hả? Mẹ cũng trắng rồi. Dạ. Cũng bằng ngang với em bao nhiêu. Coi kìa, cả nhà thấy người nằm dễ thương không? Hey. Chào cô chú ơi con. Chào cô chú ơi. À, cười. Đưa vô thép chọc cho cười nha. Chào cô chú ơi con, cười đây. 1, 2, 3, cười. Cười, chọc lét mày, cười. Mắt to, môi càm trẻ nữa nha cả nhà. Càm trẻ nữa nè. Thấy chưa? À, càm trẻ nữa nè. dễ thương không? Chồng em làm cái gì? Em làm thuê. Nhà em có rẫy không? Dạ không. Là hai vợ chồng lấy nhau được năm rồi hả? Ồ, lấy chồng sớm cái gì? Là 2 mấy rồi. Năm 17 tuổi hả? Lấy chồng sớm quá. Rồi chồng đi làm thuê rồi em ở nhà em nuôi con hả? À, trước khi lấy chồng em làm cái gì? Đi học. Đi đâu? Đi học. Học lớp mấy? Năm nay học lớp 11. Học giỏi ghê em. Học lớp 11 mới lấy chồng nha. Rồi luôn rồi. Số mình số hưởng hay sao ta? Ỉa luôn con. Lỡ đáy ra mình ỉa luôn đi. Trai trúng cục luôn. Sao số mình sao ta? Hình như cái tay mình nó mát hay sao á. Cứ đụng tới em này em đó đá. Trời ơi. Ông mới à. Anh mới đá cái anh phái hả? Cả nhà. Anh mới đá cái anh phái à. Em có cho uống hiện tại là để lấy còn bú sữa mẹ chứ. Rồi có cho bú sữa ngồi không? Không có tiền mua. À cho uống sữa mẹ cho tốt và cho uống sữa ngồi làm gì tốn tiền hơn. Dễ thương không? Mà đặc điểm của những đứa trẻ Rắc Lây sao thấy nó có một cái điểm chung chung với nhau là lạ tới ẩm mà nó không khóc nó dễ ghê luôn cả nhà. Phải như trẻ em người Kinh dưới đồng bằng gì cũng đỡ biết mấy hơn. Có người ẩm rồi hả? Đỡ hay? Con hơn? Cao hơn? Dễ thương không? Thôi em ẩm ấy, em ẩm cho con bú ấy. Ẩm cẩn thận đó nha, coi chừng đó nha. Trời ơi. Chị mẹ chị đấy chưa? Ờ rồi. Rồi định chừng nào đẻ thêm đứa nữa? Không biết nữa. Chừng nào đẻ được rồi đẻ hả? Ừ. Trời ơi. Cái cức trâu không mà cả nhà. Coi nè. Cái này em có tha thuốc cho con không? Dạ không. Không hả? Trời ơi, cức trâu không vậy? Lúc mang bầu có ăn bánh tráng mắm ruốc không? Dạ không. Thép nghe nói là khi mà mang bầu mình ăn nhiều bánh tráng mắm ruốc quá mình để con nó cũng đầu cất trâu không rồi cả nhà nè ha. Để con cũng cất trâu không ha. Mới có chút xíu thôi, mới có một phút thôi mà bé nó ngủ mê say luôn cả nhà quay qua cho cô chú xem. Ơi em ẵm con em là phải để cái đầu á, bỡ cái đầu nó lên. Đừng có ẵm ngay cổ. Nó yếu cái cổ nó yếu mà. Rồi ráng chăm con thôi nha.
Ngày xưa lấy chồng rồi sao không đi học nữa mà lấy sớm vậy? Vẫn còn đi học mà. Đang đi học là cái anh chồng anh tới anh chọc em hay sao? Sao lấy sớm à? Hay là muốn lấy chồng? Có bầu trước hay sao? Đâu có bầu trước đâu. À, không có bầu. Thiếp tưởng đó là có bầu trước. Cái này là không có bầu trước, có nghĩa là lấy chồng giờ mới có bầu. Vậy là em cũng là muốn lấy chồng. Mà người đồng bào rất là ở đây 16, 17 tuổi lấy chồng. Mà thấy cuộc sống họ khổ rồi mà cứ 16, 17 tuổi lấy chồng không? Đây là cũng là một gọi là tấm gương để cho những em người đồng bào rất lây mình lấy chồng trẻ trẻ chút xíu cho cuộc sống rồi nó ổn định hơn. Có 16, 17 tuổi lấy chồng giờ ôm con ha, chồng mình làm con mình khổ ha. Hôm nay anh Thép tới làng mình thăm bà con ở đây, mình cũng ghé thăm em, anh cũng có một phần quà nhỏ nhỏ gửi tặng cho em. Em cầm cái gì mua sữa rồi cho con nha. Ừ, cảm ơn ai? Cảm ơn chú. Kêu Thép bằng chú luôn hả? Chú hay anh? Cảm ơn anh được rồi. Anh năm nay có 27, 28 tuổi. Em năm nay 17, nhỏ hơn anh 10 tuổi. Mà anh chưa lấy vợ nữa. Mới có bồ à. Đây vợ anh đứng này không? Đó. 27, cỡ 25 tuổi rồi mình lấy chồng lấy vợ là hợp lý. 15, 16 tuổi là khổ thôi. Giờ này ôm con không có thời gian đi chơi luôn. Thôi chú Thép đi nha con nha. Cái càm cái bé nó ấn tượng ghê cả nha. Con nè, em để ý cái càm này nha. Cái càm hả? Nè. Anh dễ thương. Anh ai làm anh im ria luôn thấy không? Ngủ say luôn rồi. Ngủ say xưa luôn. Trời ơi. Đây, quay con em xong khoảng cỡ vài năm sau á, cho nó xem lại. Có khi nào em xem kênh của anh chưa? Ủa có luôn hả? Ui cha, sức lan tỏa của Thép cũng kinh khủng nha. Xem được, ấy là lâu lâu xem hay là có thường xuyên xem không? Lâu lâu xem. Xem ở đâu? Xem trên Facebook có. À, xem trên Facebook hả? Ui cha, điều hạnh phúc của Thép là sức lan tỏa rất là nhiều, chỗ nào cũng biết Thép hết, rất là vui luôn cả nhà. Anh đi nha. Dạ. Anh qua thăm mấy các bà con ở đây, còn cuộc sống ở đây họ như thế nào nha. Hôm nay là em tới thăm, em tưởng đâu là vợ của anh á, là không có tiền đi bệnh viện, trốn viện về nên Thép tới hỗ trợ, là nghe bà con chia sẻ, Thép tưởng đâu là mới trốn viện về, không có tiền nên Thép tới hỗ trợ tiền đi bệnh viện, nhưng mà thật ra là trốn viện 2 năm rồi, đúng không? 2 năm trốn viện ra 2 năm rồi. Nên bây giờ tay chân thì nói chung là nó cũng ok hết rồi. Nó chỉ bị như thế này à. Chứ nó không có lầy lỡ gì hết. Bởi vậy Thép tới đi thăm cũng không phải là trích tiền của Mạnh Thường Quân gì hết á. Cũng có một phần quà gửi tặng đến hai vợ chồng nha. Chúc hai vợ chồng sức khỏe nha. Dạ, Thép tưởng đó là chị đang nằm bệnh viện mà không có tiền nên trốn về, Thép tới định tới hỗ trợ là trích tiền của Mạnh Thường Quân là hỗ trợ cho chị đi bệnh viện á. Nhưng mà thật ra là bây giờ là trốn 2 năm rồi. Về nhà cũng tay chân cũng ổn định rồi, Thép tặng cho chị nha. Cảm ơn nha. Dạ dạ, cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ, em đi qua thăm mấy nhà bên kia nha. Dạ dạ. Hiện tại là Thép thấy là đâu đó trong cái khu nhà này có 4 người. Ơi. 4 nhà. Trong cái khu này có 4 nhà của người đồng bào rất lây, thì Thép sẽ thăm hết 4 nhà luôn nha. Ông bà. Chào ông bà. Ông bà. Ôi cha. Hút thuốc anh à, ông bà hút. Bà hút thuốc. Nhà ông bà là nhà nào? Ủa sao cửa nẻo vậy, con thấy ở ngồi nó bít rồi mà. À là hiện tại ở trong nhà này hả? Hai vợ chồng hả ông? Hai vợ chồng. Rồi con nó bắt vợ hết rồi. Con nó bắt chồng hết rồi. Con đi bắt vợ hết rồi hả? Ừ. Bắt vợ là bắt sao? Bắt vợ bắt chồng, vợ chồng bắt vợ. À là đi cưới vợ. À đi cưới vợ. Đi cưới vợ mà ông chú cũng đã lại đi bắt vợ. Rồi cái nhà bên kia là có bà con ở nhà ông không? Nhà này hả? Dạ. Nhà có con không? À nhà của con hả? Nhưng mà hai vợ chồng ở nhà này hả? Hai vợ chồng ở nhà. Khu này người đồng bào rất lây cũng sống nhiều vậy hả? Sống vừa vừa thôi. Dạ. Ít gì đấy. Cái sầu riêng là nhà ai không? Sầu riêng của người ta. Còn bên đây nhà ai? Bên đó nhà người ta khác, họ khác. Chứ không phải là nhà ông mà, kế bên nhà ông mà. Nhà đây này, nhà của ma này. Nhưng mà cái đất sầu riêng đó là nhà người ta hả? À, nhà người ta. À, ông bán nhà người ta là hả? Được có bán đâu, bán cho người kinh. À, đất của người ta hả? À, đất của người ta. Dạ.
bà đang quán thuốc để hút với cả nhà qua xem bà quán thuốc hút như thế nào nha. Để thép xem. Ui bà có vẻ chơi cũng rất là sang luôn nha cả nhà. Người ta quán lá chuối còn bà quán thuốc. Sao tay bà rung như vậy? Bà nó già rồi mới rung. Cả nhà để ý tay của bà rung không? Sáng giờ bà uống chưa? Bà cũng không có gì đâu. Có biết nói tiếng Kinh không? Biết chứ, biết. Hồi sáng giờ bà uống lít nào chưa? Đâu có rượu đâu mà uống. Đâu có rượu đâu mà uống. Nhưng mà có uống không? Có lúc uống chứ. Ngày nào cũng uống hay sao không? Phải, có lúc có tiền uống. Có tiền uống rượu hay uống bia? Uống rượu chứ, rượu trắng. Uống rượu trắng hơn hai vợ chồng uống luôn hả? Hai vợ chồng uống chung với nhau luôn? Uống chung với nhau luôn. Trời ơi. Khi mua hai xì uống, hai vợ chồng uống. À mua hai xì hai vợ chồng uống hả? Bà tay run là lý do thiếu rượu á cả nhà. Biết. Không, tay run là thiếu rượu á. Giờ này bà thèm chưa? Bà thèm rượu chưa? Thèm thì con với bà ra mua 1 lít rồi con với bà uống. Nha, trưa nay nhậu với con nha. Đâu đưa tay coi thép xem thử coi. À, đưa tay, cầm cái hộp quẹt. Rồi. Thử coi. Đưa lên. Rồi thấy không, cả nhà thấy không? Quẹt cái. Đấy. Quẹt mà cũng rung cái tay ha. Rồi hai vợ chồng giờ này có đi làm gì nữa không? Không có đi làm nữa. Ở nhà uống rượu không hả? Phải, ở nhà nó cũng uống rượu, có tiền rồi. Nhưng mà có tiền cũng uống đúng không? Có thì uống hai xì. Chặt cây là uống không? À hai xì hả? Có thì uống hai xì hả? À, có thì uống hai xì. Trời. Uống nhiều đâu. Đang là chặt là ô không có tiền mua thuốc hút. Chặt là ô có tiền mua thuốc hút, có tiền mua rượu uống. Anh nhàn vậy hả? Nhàn, cuộc sống cũng nhàn nhã, bao nhiêu người mơ ước ở cả nhà. Không quan tâm gì hết. Mà người đồng bào ở đây họ cũng hay lắm nha. Đủ, làm đủ tiền ăn uống rồi sinh hoạt. Rồi đủ tiền rồi mình mua rượu đồ uống là ok rồi, chứ không có quan tâm ngày mai như thế nào, ăn bữa nay là được rồi. Thì cũng hay á chứ. Trưa nay ông bà ăn gì? Trưa nay ông bà ăn cái gì? Ăn cơm hay gì? Có nấu cơm chưa? Chưa. Thì chừng nào nấu? 11, 12 giờ ăn. À 11, 12 giờ nấu hả? Ừ. Ăn cơm với cái gì? Ăn cơm, thịt cá, đồ, ăn có, rau. Có thịt cá trong đó không? Có, ăn rau, lá rau, rau rìu á. Là chưa nấu đúng không? Chưa. Cứ dẫn con vào nhà thăm thử như thế nào? Con thăm đi. Đi. Nhà, à, nhà xấu quá hả? Ừ, nhà mà. Dạ, mà nghèo lắm mà. Trời. Nhà không có cửa, có một cái cửa sâu à. Thôi bây giờ thép sẽ dẫn cả nhà đi vào nhà ông thăm thôi như thế này nha. Đi thăm đi, con đi thăm. Đây vô đây ông. Ủa? Con chim thằng nhỏ. Con chim này ông bắt làm gì? Mới đưa thằng nhỏ nó nuôi. Trời ơi, tội nó có đang còn sống luôn à. Ui cha. Cái đây là nhà ông này hả? Nhà ông. Rồi cái đây hai vợ chồng ngủ đây. Rồi cái bếp kế bên đây luôn hả? Ông đang nướng cái gì đây? Hả? Ông đang nướng cái gì? Thịt gà. Gà mình mua hả? Là cái này buổi trưa mình ăn này hả? Trưa ăn luôn rồi. Trời. Hai vợ chồng ăn luôn. Rồi trưa này có uống không? Không có uống, không có tiền uống. Chừng nào uống? Chừng nào đi chặt cây lô uống, có tiền uống. À chừng nào đi chặt cây lô uống mới có tiền uống hả? Sao mình không để tiền đó mình mua gạo mình ăn mà mình lại mua rượu uống? Gạo một phần, rượu uống, hai vợ chồng có hai xì. Hai vợ chồng hai xì là hai vợ chồng ngồi uống chung với nhau luôn hả? Uống chung với nhau. Rồi có con rồi có gì có lại uống chung không? Con uống. Con có uống không? Không có. Ông có mấy người con? 4-5 đứa con. 4-5 đứa có ai uống, 4-5 đứa uống hết luôn hả? Phải, nó uống nhà nó. Nó bắt chồng rồi nó uống nhà mình. Ý là câu hỏi là ai cũng uống được hả? Nhưng mà uống nhà mình đúng không?
Hiếp hiểu là có nghĩa là ai cũng muốn nhậu hết nhưng mà nhậu ở nhà. Còn bây giờ hai vợ chồng nhậu ở hà nhậu chung nhau. Ở đây cái chỗ vị trí bếp. Nấu ăn nấu uống. Ông nuôi gì ở đây? Nuôi gà. Nuôi gà ở trên cái kệ bếp luôn. Rồi hai chồng cái đêm ngủ đây hả? Trải chiếu ngủ đây hả? Có cái mền nữa hả? Trời ơi, cái mền này Thiếp thấy hình như là lâu quá không giặt hay sao ta? Bao nhiêu lâu rồi không giặt hả? Lâu giặt một lần. Nhưng mà bao nhiêu lâu rồi? Một tháng rồi. Trời ơi, đi rừng đi rẫy mình tay đất chân đất đồ mình lâu mình giặt cho nó sạch. Trời ơi, nhà không có cái gì luôn cả nhà. Nghèo phải nói là không có gì ra rớt luôn á. Ông có biết tại sao mình nghèo hoài không? Biết cũng làm ăn, làm bắp ở trên đó. Nhưng mà ông có bao giờ ông suy nghĩ là ông hỏi là sao mình cuộc sống khó khăn nghèo hoài không? Biết nữa. Không biết nữa hả? Dạ. Số nghèo là nghèo. Số đâu có phải số đâu, do mình không chịu phấn đấu thôi. Chứ ông ăn rồi có bao nhiêu tiền chặt cây lộ rồi này kia. Làm rê trên kia. Ông ăn ông bắp, bà. Có bao nhiêu hai vợ chồng mua rượu uống hết bao nhiêu thì thôi chứ sao mà khá là nổi. Trời ơi, thấy họ cũng thấy cuộc sống cũng tội cả nhà. Gọi là cái suy nghĩ của họ thì cũng không có tư duy không tốt á, nên cứ có bao nhiêu tiền cái ăn nhậu hết, không có suy nghĩ là cửa đến nỗi mà cửa không có tiền để làm cái cửa mà lấy cái trè chống chống như thế này được cả nhà thấy không? Ngủ không có gối mà ngủ luôn không? Có cái mền không? Khổ vậy chứ. Cái này gì vậy ông? Gạo. À, hai vợ chồng được bao gạo chút xíu như thế này nè. Đấy, trời ơi, tội. Không, nhiều khi mình thấy họ cũng tội. Nhưng mà cũng không có trách được. Tại cái này, cuộc sống của họ tự lựa chọn, tự quyết định mà. Cả nhà. Nhiều khi cuộc sống khó khăn nhưng mà mình biết vươn lên thì mình cũng tốt hơn. Còn cái này họ đã khó khăn rồi mà tư duy họ suy nghĩ không có đúng, nên cứ nghèo khổ hoài, đời này sang đời kia luôn. Ba mẹ khổ rồi con ra cũng tiếp tục cứ theo cái vết xe đổ của ba mẹ, cứ ăn đi làm xong có tiền bao nhiêu cứ về mua rượu hết uống hết thì thôi, chứ biết chừng nào khá là được. Rồi trưa nay ông bà ăn gì để con xem. Đã có nấu chưa, nấu cơm. Cái món này món gì? Gạo làm cháo. Trời ơi, thôi mở cái nồi ra mà nó bay cái mùi lên, Thiếp chịu không nổi đâu. Thiêu rồi, bỏ đi. Thiêu chút, rồi. Chút nữa bỏ, nấu cơm khác lại. Trời. Thiếp đi thăm nhiều đồng bào rất lây rồi. Nhưng mà Thiếp thấy cái cuộc sống của họ đa số là ná giống nhau cả nhà, cứ ăn rồi chỉ biết cái cuộc sống núi rừng rồi có tiền mua gạo rồi mua thuốc rồi mua rượu nhậu, là ná giống nhau rồi. Cái nhà được cái cửa ha, để nhà nghèo không có gì để rớt luôn em. Anh vô anh thăm rồi. Nhà có được cái mền không à? Rồi thường ngày là hai vợ chồng có chừng nào đi núi chặt lộ? Mai luôn mới đi. Có đi làm thường xuyên không? Đi làm cho làm trên núi luôn. Chặt lộ về bán cho người ta nhiêu cây? Cây 5.000. Mỗi lần chặt bao nhiêu cây? Gần nhất mình già rồi mình kéo núi là 6-7 cây đó. À, mỗi lần chặt 6-7 cây hả? À. Cái trại khi nhà ai? Trại của con. Nhà của con. Trại nhà của con hả? À. Đi qua đây với Thiếp tí nha cả nhà nha. Cho cả nhà thấy cái cuộc sống của họ nè. Tuy nhà khổ, nhà thì rách nát vì không có tiền làm ha. Nhưng mà để dưới cái vỏ cái ở dưới ấy thì vẫn chai bia thì vẫn đầy đủ nha, vẫn hai kết bia vẫn đầy đủ. Bây giờ mình cũng không biết nói sao luôn cả nhà, thấy cũng buồn thiệt luôn. mình
Thật sự mà nói qua Khánh Sơn này, thiếp thấy bà con rất là trồng sầu riêng, thiếp thấy cũng rất là mừng ở cả nhà, mừng vì vì mình có một cái nguồn cảm hứng để gọi là để chia sẻ đến những bà con người đất lây ở những vùng khác. Nhưng mà thật sự ra đây cũng có những người người ta biết làm ăn, ví dụ như trồng sầu riêng như cái anh mới nãy ha. Những người mà người ta biết trồng sầu riêng đó, phải nói là tư duy rất tốt luôn nha cả nhà. Tại cái cây sầu riêng là một cái cây trồng rất khó luôn, rất là khó tính sầu riêng đó nha. Bởi vì trồng phải phân bón như thế nào đó nó hợp lý thì nó mới phát triển được. Thì có cái anh đó thép thấy lúc sáng gặp rất là mừng luôn. Nhưng mà vào đây thăm những cái bà con ở đây thì thép thấy cũng rất là buồn, bởi vì cuộc sống của họ cứ nghèo khổ hoài, không có chịu thay đổi cái tư duy, cái suy nghĩ, cứ làm về có bao nhiêu tiền hết, ăn nhậu hết. Những cái hoàn cảnh như thế này cũng rất là làm thép rất là khó luôn nha cả nhà. Không thể nào giúp được, không giúp nổi, mà giúp bao nhiêu cũng không ăn thua. Nói chung họ có tiền họ cũng không có biết dành dụm, cứ mua rượu mua bia uống, có nghĩa là mình giúp họ như là mình tiếp tay cho họ, kiểu như là đang hết tiền nhậu mà có thằng nào nó vào nó cho tiền mình nhậu vậy đó cả nhà. Mình nói thì ông không có hiểu kịp rồi cả nhà, nhưng mà thép với khán giả họ nghe họ hiểu, nhưng mà ông không có hiểu đâu, không biết thép đang nói gì đâu cả nhà. Nãy giờ con nói ông hiểu không? Hiểu chứ. Ông hiểu như thế nào nói cho con nghe. Làm ăn, con nói là làm ăn chứ nghèo vậy đó. Dạ. Mà biết à. Mà cứ làm ăn gì đó. Làm sao để nghèo được thì ông biết, nhưng mà làm sao để mà khá giàu được thì ông không biết, đúng không? Dạ. Cả nghe cả nhà nghe ông nói không? Làm sao để giàu thì không biết, nhưng mà làm sao mà để nghèo thì ông biết. À, ông cố gắng lên nha. Dạ. Dạ. Ông đừng có nhậu nữa nha. Dạ. Con tặng ông một phần quà, để sử dụng phần quà này để lát mình mua gạo mua đồ ăn nha. Dạ. Nha. Chứ con không có tặng một phần quà nhỏ nhỏ của bản thân của thép dành tặng cho ông để ông có mua gạo mua đồ thôi. Chứ đừng lấy đi nhậu nha. Dạ. Tiền của ông lấy ông đi nhậu cỡ nào cũng được, nhưng mà tiền của thép tặng thì ông mua gạo mua đồ ăn nha. Dạ. Chứ đừng có đi nhậu. Cảm ơn nha con. Dạ. Ông cố gắng lên nè. Dạ. Dạ. Bây giờ thép cũng trích rệt một ít tiền của bản thân thép tặng cho ông mua gạo thôi, chứ giờ thấy cuộc sống cũng không biết sao giúp luôn. Con đi nha ông nha. Dạ. Dạ dạ dạ. Cảm ơn nha con. Dạ dạ dạ, cảm ơn ông. Thật sự mà nói thì thép hôm nay thép tới đây á, thì để thăm cái hoàn cảnh của cái bà chị bị sứt cái tay á, thì thép tưởng đâu là bà chị mới trốn viện về, thép mới tới hỗ trợ cho bà chị cái số tiền để đi bệnh viện lại. Nhưng mà thật sự chị chia sẻ là chị trốn viện 2 năm rồi. Thì chắc có lẽ là cái người chia sẻ họ có nghĩa là họ vẫn chưa có biết sâu về cái câu chuyện của gia đình. Họ tưởng đâu là mới trốn viện về họ mới chia sẻ với thép tới thăm cái chị đó. Thì cảm ơn cái chú đã chia sẻ cho thép rất là nhiều luôn. Thì hôm nay là cái video tập đầu tiên mà hai vợ chồng thép dẫn cả nhà mình đi thăm bà con ở huyện Khánh Sơn. Thì cái cảm nhận của em như thế nào, em có thể chia sẻ đến khán giả không? Cảm nhận của em khi mà bước qua vùng đất Khánh Sơn á, thì thấy rất là nhiều sầu riêng mà trồng ở trên núi không à, làm theo kiểu bậc thang á cả nhà, nhìn rất là đẹp luôn. Nhưng mà hầu như là đều là sự canh tác của người Kinh là nhiều. Còn người đồng bào đất lây thì cũng có, nhưng cũng có ít. Người làm nhưng mà ít. Đâu đó 100% chỉ được 5% thôi. Dạ. Yeah. Đó. Nhưng mà vẫn có người làm. Vẫn có người làm có nghĩa là người vẫn có người ý thức được là cái việc trồng sầu riêng mang lại kinh tế. Người ta bắt chước theo những người đã đi trước á. Đúng rồi, người ta học hỏi theo. Có nghĩa là cái video của thép quay nó vô cùng thực tế luôn, chứ không phải là thép thấy họ ăn nhậu mà thép gọi là che đậy những cái sự không tốt đâu nha cả nhà. Có nghĩa là cuộc sống của họ như thế nào thì mình chia sẻ với tất cả khán giả như thế đó, để cho sau khi mà thép đăng tải video thì họ sẽ là người xem lại cái video đó. Họ sẽ là người nhìn nhận lại. Bây giờ họ không nhìn nhận được, nhưng mà con cháu họ xem thì con cháu họ sẽ nhìn nhận. Họ thấy sao mà ba mình sao khổ dữ ta. Rồi cái đứa cháu họ xem thì họ sẽ thay đổi cái tư duy nha. Thì điều đặc biệt mà thép tới đây rất là mừng, bởi vì mình vừa tới đó mình gặp một người đồng bào rất lây mà họ canh tác sầu riêng phải rất là giỏi luôn. Đấy, cái cây sầu riêng nó rất là khó tính luôn, bởi vì nó khó tính lắm.
bởi vì cái năng cái nông sản nó gọi là nông sản đứng đầu của Việt Nam mình là đúng không? Nó gọi là cái cây vua mà trái cây. Vua trái cây luôn cả nhà. Bởi vì người đàn bò rắc lây họ làm được thép thấy rất là mừng luôn. Nhưng mà đâu đó thì cũng có những người mà ở những cái gọi là tầng lớp lớn hơn tí. Ví dụ như ông chú mới nãy thì khoảng 50 mấy tuổi rồi. Thì cái cuộc sống của chú cũng rất là khó khăn, bởi vì chú cứ sống cũ. Làm bao nhiêu ăn nhậu hết bao nhiêu. Nhưng mà cái anh mới nãy là anh nông dân trẻ, ngang tuổi với tụi mình, thì có lẽ là cái tư duy cũng thay đổi. Cũng thép cũng rất là mừng luôn. Thì trong video hôm nay thép cũng muốn đăng tải chia sẻ với tất cả khán giả xem, và đặc biệt hơn nữa muốn gửi đến cái video hôm nay cũng gửi đến những người anh em của người đồng bào rắc lây và những người đồng bào ở những dân tộc và thiểu số miền núi khác, và họ xem được họ sẽ nhìn nhận và gọi là thay đổi tư duy để giúp cho cái cuộc sống của mình tốt hơn nha. Chứ đừng có lên rừng là đi chặt tre rồi đi làm vất vả rồi về có bao nhiêu tiền cái đi nhậu hết, thì cứ hoài cuộc sống cứ xây đi quẩn lại cứ hoài khổ hoài thì cũng rất là buồn cho họ luôn. Mình cũng phải làm, mình tích lũy cho tương lai nữa, phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra. Giống như ngày xưa Bác Hồ cũng cũng có nói là mình nấu 2 nắm gạo đi, thì mình bỏ lại nhúm để mình để dành cho những cái sự cố sau này hoặc là cho tương lai sau này nữa. Thì mong rằng là bà con của mình cũng như vậy, cũng làm lo cho cả tương lai nữa, chứ đừng có ăn ngày hôm nay là chỉ biết ngày hôm nay không à. Mới nãy cái cuộc sống mà anh vô anh thấy hai vợ chồng còn có nửa ký gạo à. Mà rồi dở cái son cháo mà son cháo cũng thiêu luôn, còn được đâu có gì ra, mà nhà cũng không có cái gối để nằm nằm cái mền không à. Thì cảm ơn tất cả khán giả đã xem video ủng hộ hai vợ chồng thép nha. Hy vọng sẽ có những cái tập tiếp theo ở vùng đất Khánh Sơn này, chúng ta sẽ gặp được nhiều nhân vật của người đồng bào rất lây, nhân vật truyền cảm hứng để gửi đến tất cả khán giả nha. Cho phép hai vợ chồng thép kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Bye bye.